down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances color pills. Vâng, xin chào tất cả anh chị em. Chắc hẳn anh em đều biết rằng nhẫn cưới là biểu tượng cho sự thủy chung, gắn kết dài lâu, và nó chính là vật đính hôn. Nhưng hôm nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một đôi nhẫn cưới hết sức là đặc biệt ở chỗ thứ nhất, đó là nó thể hiện sự gắn kết tình yêu lứa đôi, một sự chung thủy hạnh phúc. Và cái điều thứ hai đó là một sự đam mê được gửi gắm vào đây, vì đây là một hai cái viên ngọc ruby rất là đẹp, trong đỏ huyết và rất cân đối, viên to hơn và viên nhỏ hơn. Và cái điều đặc biệt thứ ba ở đây chúng ta đó là một sự kết hợp về trang sức, đó chính là trang sức mà chúng ta có thể đeo hàng ngày, rất là nổi bật, rất tự tin. Và thật sự là anh chủ nhân rất là yêu thương vợ, nên anh đã rất kỳ công để đặt chúng tôi kiếm được đôi đá đẹp như thế này, trong đỏ, lửa đỏ. Và kiếm được đá rồi, anh lại rất là yêu quý iRuby. Anh đã thiết kế cái logo của iRuby lên hai bên sườn, bởi vì logo của chúng tôi thể hiện đó là có biểu tượng của hoa sen, cũng như biểu tượng của Phật luôn hướng thiện, và có biểu tượng của vương miện nữa. Mỗi một viên đá lựa chọn đều là những hoa hậu, nên tôi sẽ đội vương miện lên cho tất cả những viên đá tôi đã chọn. Và về phần thiết kế nhẫn, phần vàng thì anh đã làm vàng 75, và chiếc nhẫn khá là dày dặn, đôi nhẫn cưới này lên tới hơn 3 chỉ vàng. Và hai bên sườn đều là kim cương tự nhiên, thì chúng ta có 4 viên kim cương tự nhiên. Vâng, một cái đôi nhẫn cực kỳ là chất, có lẽ là chất nhất từ trước đến nay mà chúng tôi thi công cho khách hàng. Thì nhẫn này chúng ta có thể làm được nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ như chúng ta làm phiên bản vàng thấp tuổi hơn và mỏng hơn một chút nữa thì chúng ta giá nó sẽ hợp lý hơn. Như đôi nhẫn cưới của anh thì nó hơi nhiều vàng, bởi vì anh thích làm như vậy để anh đeo hàng ngày. Anh đeo kết hợp với trang phục thì anh cũng thể hiện một sự yêu thương với vợ con, rằng lúc nào anh cũng mang tình yêu bên mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị nào thích cái thiết kế như thế này thì có thể là khác như này một chút, vì đây là thiết kế của anh. Anh muốn giữ cái bản quyền cho cái thiết kế này, thì anh em có thể thay đổi một chút thôi. Logo thì vẫn như thế này thôi. Anh em có thể viết tên, hoặc là anh em có thể khắc ngày cưới, hoặc là vân vân vân. Anh xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Anh em nào yêu thích cái mẫu hoặc là yêu thích cái chất lượng như thế này thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.